phật tử ví như hư không giữ gìn khắp hết thảy thế giới trong tất cả khắp cùng pháp giới mà không mỏi mệt tất cả chư phật nơi một lỗ chân lông giữ gìn các thế giới cũng lạ như thế đó là pháp tràng dũng kiện đại na la diên thứ hai của chư phật phật tử tất cả chư phật trong khoảng một niệm bước được số bước nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới mỗi mỗi bước đi qua số nước nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi phật đi như vậy trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi của tất cả thế giới phật tử giả sử có một tòa núi đại kim cang lớn bằng tất cả cõi phật đã bước qua ở trên núi đại kim cang lớn như vậy nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật, chư Phật đem các núi lớn đó để vào một lỗ chân lông, lỗ lông thân Phật bằng lỗ lông của tất cả chúng sinh trong Pháp giới. Mỗi mỗi lỗ chân lông đều để nhiều núi đại kim cang như vậy giữ những núi đó đi du hành mười phương vào tận hư không tất cả thế giới từ thủa quá khứ đến hết thủa vị lai tất cả các kiếp không có ngừng nghỉ thân phật không có tổn hại cũng không mệt mỏi tâm thường ở trong định không có tán loạn đó là pháp tràng dũng kiện đại na la diên thứ ba của chư phật Phật tử tất cả chư Phật, một khi ngồi ăn cơm xong thì ngồi kiết già, trải qua thủa trước, thủa sau, bất khả thuyết kiếp, nhập vào chỗ thọ an vui của Phật không thể nghĩ bàn, thân của Ngài an trụ vắng lặng chẳng động, cũng chẳng bỏ việc giáo hóa chúng sinh. Phật tử, giả sử có người ở khắp hư không mỗi mỗi thế giới, đều dùng đầu sợi lông lần lượt đo lường, chư phật ở nơi một đầu sợi lông ngồi kiết già hết kiếp thủa vị lai như nơi một đầu sợi lông tất cả nơi đầu sợi lông cũng đều như thế phật tử giả sử hết thảy chúng sinh trong mười phương tất cả thế giới mỗi mỗi chúng sinh thân họ lớn nhỏ đều bằng với số hạt bụi thế giới bất khả thuyết cõi phật Nặng nhẹ cũng như thế Chư Phật đem hết thảy những chúng sinh đó Để trên đầu ngón tay Hết thủa vị lai Hết thảy các kiếp Tất cả đầu ngón tay cũng đều như thế Giữ gìn hết thảy những chúng sinh đó Đi vào khắp hư không mỗi mỗi thế giới Tận cùng Pháp giới Đều khiến không thừa sót Mà thân tâm Phật chưa từng mệt nhọc Đó là Pháp Tràng Dũng Kiện Đại Na La Diên thứ tư Của Chư Phật Phật tử, tất cả chư Phật nơi một thân, có thể hóa hiện số đầu nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi đầu hóa hiện số lưỡi, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi lưỡi hóa ra âm thanh khác nhau, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật. Pháp giới chúng sinh, thảy đều nghe được. Mỗi mỗi âm thanh diễn nói kinh tạng, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi cõi phật